Hãy so sánh tính axit của các chất trong mỗi dãy sau, đúng không ạ? Và giải thích ngắn gọn. Và giải thích ngắn gọn. Rồi ok, carbonic acid câu A, đúng chưa? Carbonic acid là H2CO3 và silicic acid chính là H2SiO3, được chưa? Rồi, thì các con đi ấy, thì chúng ta đi không? Đây chính là nguyên tố C và nguyên tố Si trong cái bảng hệ thống tuần hoàn của chính chúng ta, đúng không? Được ha. Này chỉnh qua highlight này. Rồi ok, cái này chính là viết highlight. Đấy, tôi sẽ highlight cho chúng ta nhìn nó dễ. Để chơi tức là nguyên tố C và nguyên tố Si. Được ha, C và thằng Si. Thì C và Si á, nó đều thuộc trong cái chu kỳ. Xin lỗi, trong một cái nhóm. Và nhóm của nó chính là nhóm 4A. Trong bảng hệ thống tuần hoàn của chúng ta thì các bạn chích cái nhóm nó ra thôi để nhìn làm mọi thứ cho nó dễ. Thì đây chính là nhóm phát thảo về nhóm 4A. Trong bảng hệ thống tuần hoàn thì gồm có C này. Đúng chưa? Và thằng Si thì nằm phía dưới. Nguyên tắc thì đi từ trên xuống dưới trong bảng hệ thống tuần hoàn. Được chưa? Thì tính axit sẽ giảm dần. Tính phi kim cũng giảm dần theo luôn. Tính axit giảm dần. Tính axit sẽ giảm dần. Và khi tính axit giảm dần ấy, thì lúc này H2CO3 sẽ có tính axit. Tính axit giảm dần là như vậy, đúng không? Vậy là C sẽ lớn hơn Si. Vậy là tính axit của H2CO3 sẽ lớn hơn H2SiO3. Giải thích ngắn gọn là vì trong cái nhóm 4A thì tính axit nó sẽ giảm dần khi các bạn đi từ trên xuống dưới. Đó, H2CO3 sẽ có tính axit lớn hơn H2SiO3, là tính axit giảm dần ấy khi đi trên dưới. Rồi tương tự như vậy. Chúng ta tiếp tục tới câu B ha. Câu B là sulfuric acid, selenic acid và telluric acid. Sulfuric acid là H2SO4. Này quá quen thuộc rồi. Selenic acid thì các bạn cũng sẽ mới nghe thằng này đúng không? H2SeO4 và telluric acid. Telluric chính là H2TeO4. Khi mà chúng ta tra cái bảng hệ thống tuần hoàn ấy thì có một cái đặc điểm rất là thú vị ở đây á, là cái nhóm mà chúng ta đang tra, các bạn tra bảng tuần hoàn hệ thống tuần hoàn tôi gửi cho các nhóm đấy, thì tụi này nằm ở đâu à? Chính là các nguyên tố này sẽ nằm ở đâu? C này, Se này và Te nó sẽ nằm ở đâu trong bảng tuần hoàn? Thì nó sẽ nằm ở trong nhóm 6A. Các con nhìn thử nhóm 6A. Nhóm 6A thì chúng ta có, đó là vị trí của S này, đúng chưa? Số thứ tự 16. Rồi sau đó là thằng Se, đúng không? S và Se số thứ tự là 34. Và cuối cùng là thằng Te, bảng tuần hoàn nó có hết rồi. Được chưa? S, Se và Te. Vậy là đi từ trên xuống dưới thì cũng là cũng giống như hồi nãy tôi đã nói rồi. Tính axit sẽ như thế nào? Tính axit sẽ giảm dần. À, tính axit sẽ giảm dần khi các bạn đi từ trên xuống dưới. Vậy lúc này tính axit giảm dần, S sẽ là lớn nhất này, sau đó tới Se và Te là cuối cùng. Vậy lúc này tính axit giảm dần đây, H2SO4 đây, lớn nhất, sau đó tới Se và cuối cùng là thằng Te nằm ở cuối. Đúng chưa? H2SO4 mà tính axit sẽ là yếu nhất. Rồi ok. Tiếp tục. Ý C. Silicic acid là H2SiO3. Silicic acid H2SiO3. Được chưa? Phosphoric acid là H3PO4. Và cuối cùng là sulfuric acid là H2SO4. Được ha. Thì lúc này chúng ta có 3 acid này. Thì 3 acid này có điểm chung là chúng ta có nhìn thấy cái điểm chung của nó không? Điểm chung của 3 thằng này ấy, thì lúc mà chúng bạn xét cái nguyên tố trung tâm Si này, B này và S thì lúc này điểm chung của chúng là đều nằm ở trong chu kỳ mấy à? Chu kỳ 3 đúng không? Đều nằm ở chu kỳ 3 cả thôi. Nên tôi lộn chỉnh qua cái màu vàng như vậy này. Nên nằm ở chu kỳ 3 cả thôi. Vậy lúc này chúng ta sẽ có là trong chu kỳ 3 đúng chưa? Thì có thằng Si này, rồi sau đó kế bên là thằng P và thằng S. Được chưa? Nàng mang áo sang phố sửa là đúng thứ tự luôn, từ trái qua phải để cho dễ đấy, đang cho đúng thứ tự thì mọi thứ nó còn đang rất là dễ. Chưa? Đây chính là chu kỳ 3 trong bảng thống tuần hoàn đây. Chu kỳ 3 thì nguyên tắc cái con đi từ trái qua phải trong bảng thống tuần hoàn thì tính axit sẽ sao ạ? Tính axit tăng dần. Tính axit tăng dần, tính phi kim tăng dần. Vậy lúc này thằng Si tính axit tăng dần thôi, Si sẽ là nhỏ nhất. Sau đó tới B và tới S là tính axit tăng dần của các nguyên tố tương ứng luôn. Vậy là S sẽ là bá đạo nhất. Sau đó tới B là giữa và Si sẽ là nằm cuối cùng. Và tính axit sẽ đi từ trái qua phải như thế này. Vậy là bỏ so sánh tính axit thôi, chứ người ta không có ghi là tăng dần giảm dần gì cả. Nên các bạn muốn đặt cái thứ tự của dấu lớn bé sao cũng được, miễn sao nó hợp logic là ok. Vậy là H2SiO3 là axit yếu nhất này, sau đó sẽ H3PO4 và cuối cùng là H2SO4 là axit mạnh nhất. Rồi vậy thôi, và đúng như vậy thật. Bạn tra bản tuần hoàn hoặc là tra trong tài liệu tôi gửi trong chương 2
bản tuần hoàn cho các nhóm học của mình. Tôi cũng đều đề cập tới cái này rất là kỹ. Rồi, có gì không rõ thì chúng ta bình luận thôi. Con này hay.